Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Tính cùng với anh Phong Râu cũng như là Minh Sa Đồng Tháp bắt đầu chuyến thiện nguyện ở Hà Nội quý vị. Hôm nay mấy anh em mình sẽ đi đến huyện Bạch Thông của tỉnh Bắc Cạn để phát 400 phần quà cho bà con nghèo quý vị. Kính chào quý vị. Hôm nay mình đã đến Bắc Cạn. Bây giờ đang sáng. Sáng mình bánh cuốn Bắc Cạn nha quý vị. Chuyến này đi Hà Nội ăn toàn món Hà Nội thôi. Còn em mời bạn anh nha. Mời mời bạn anh. Nói to lên. To. To hử. Ừ. Trong cái cuốn này đọc ra. Trong đây có nè. Cuốn giò này nha quý vị. Thì này đang nấu ăn cuốn mì. Hai lúa miền Tây ra. Hai lúa miền Tây ra thấy lạ. Thưa quý vị, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay mấy anh em mình cùng Minh Kha, Đồng Tháp với Phong Râu đến chào bạn Thương tại xã Vĩnh Hội, huyện Bạch Thông. Thưa quý vị, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Tính cùng Minh Kha, Đồng Tháp với bạn Phong Râu đã đến xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn chào. Ở đây thì 260 phần quà, còn lại cái xã khác thì 140 phần, tổng cộng là 400 phần. Hôm nay mình theo hỗ trợ cho Minh Kha, Đồng Tháp quý vị. Từ Hà Nội, bên em mình chạy ở đây khoảng hơn 200 km. Được sự hỗ trợ của anh Thành với chị Huế chở ở đây mình đi, và anh chị đó. Có đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta hợp tác chung. Ở đây con số bà con do ở xa, các vùng xa đi tới đây không có phương tiện đi quý vị, cho nên đồng chí tập trung chưa có đủ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Sơn, đề nghị anh Minh Kha. Chị ơi em bé, bé nắng quá vậy em. Mình kiếm cái chỗ mát mát mình đứng đi. Để lại đứng nhờ cái vụ đằng kia đi, chứ tội nghiệp bé. Xin thay mặt Mạnh Thường Quân cũng như là anh em thiện nguyện từ miền Tây ra đến đây xin chào quý bà con cô bác ở tỉnh Bắc Cạn ạ. Dạ thì hôm nay Minh Kha cùng anh em YouTube đến đây để trao những phần quà yêu thương đến quý bà con cô bác ở xã Vũ Muộn. Dạ thì cũng rất là cảm ơn tất cả địa phương lãnh đạo đây đã tạo điều kiện cho mấy anh em đến đây để cùng chia sẻ giúp đỡ những bà con đang gặp khó khăn ở vùng cao. Thật sự cũng rất là vui, cũng rất là trân trọng tấm lòng của lãnh đạo địa phương ở đây, cũng như là anh chị Huế cũng tạo điều kiện cho mấy em đến đây. Rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Dạ thì hiện tại bây giờ thì ở đây sẽ phát 260 phần quà, và sau đó thì sẽ di chuyển đến xã Sĩ Bình phát 140 phần nữa. Dạ thì Minh Kha xin đọc danh sách của tất cả quý mạnh thường quân giúp đỡ 400 phần quà tặng bà con cô bác mình ở xã Vũ Muộn và Sĩ Bình. Những bà con đang gặp khó khăn thì ở địa phương sắp xếp, chứ thực ra thì Minh Kha và cùng anh em thì từ ở miền Tây ra nên là cũng chưa biết bà con như thế nào. Cũng rất là cảm ơn địa phương ở đây ạ. Thì danh sách của quý mạnh thường quân giúp đỡ bà con: anh Sơn ở Mỹ, anh Hưng ở Mỹ, Nguyễn Thạch Phú, Tuấn Lê. Bốn mạnh thường quân này ủng hộ là 1.000 đô, đổi ra là 23.800.000. Châu 40 triệu, Mạnh Thường Quân giấu tên 15 triệu, Trang 30 triệu, tổng cộng là 400 phần quà là 108.800.000. Thì mỗi phần quà gồm có 10 ký gạo và một bao thơ 150.000. Tổng chi phí 400 phần quà gồm có 4.000 ký gạo là 48 triệu, 400 bao thơ, mỗi bao thơ 150.000 là tổng cộng 60 triệu. Thì một phần nữa thì Minh Kha
cùng mấy anh em YouTube xin trân trọng cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã cùng chung tay giúp đỡ bà con ở vùng cao. Thật sự rất là ấm áp khi đến đây trao những phần yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Cũng rất là cảm ơn tất cả địa phương nơi đây đã tạo điều kiện cho mấy anh em đến đây để san sẻ một phần yêu thương đến bà con đang gặp khó khăn. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dạ. Và xin mời anh ạ. Những cái tình cảm, những khó khăn với bà con nhân dân của huyện Bạch Thông nói chung cũng như là của bà con nhân dân xã Vũ Muộn, xã Cao Sơn, xã Sĩ Bình. Để đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt lãnh đạo ủy ban dân huyện xin trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của anh Minh Kha và các anh em chị trong đoàn thiện nguyện đã đến giúp chia sẻ với các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện không. Có thể nói là cái tình cảm rất là thương đáo. Các anh ở tận miền Tây của Việt Nam đến với Bạch Thông Bắc Cạn ở phía Bắc gần với địa biên giới phía Bắc. Và các anh là chỉ còn tỉnh Cao Bằng nữa là giáp Trung Quốc. Cùng với sự quan tâm chia sẻ của các anh thì trong những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng dành rất nhiều các cái nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế cũng như tạo chính sách an sinh. Và hiện nay thì với Vũ Muộn với cái tiêu chí nghèo đa chiều được thông tin với các anh đó là trên 37% số hộ nghèo trên địa bàn xã của cái xã cũng hết sức khó khăn. Thế và như vậy thì cũng rất mong muốn là sau dịp này anh Minh Kha cùng với nhóm thiện nguyện sẽ lan tỏa cái tình cảm của anh và có nhiều cái đoàn tài trợ nữa đến với Bạch Thông, đến với bà con nhân dân đến đây để chia sẻ cái khó khăn với bà con miền núi vùng cao sát biên giới phía Bắc của chúng ta. Riêng rất trân trọng và cảm ơn các anh. Một lần nữa xin được cảm ơn các nhà tài trợ, nhóm thiện nguyện và chúc sức khỏe bà con nhân dân chúng ta mạnh khỏe. Đây chúng ta cho chào hoàn tay. Xin trân trọng cảm ơn anh Minh Kha. Tiếp theo. Đầu tiên là thôn Cổ Quang ạ. Một là độ để hết giờ đấy cho dễ. Để hết giờ đấy. Cổ Quang Thị Tiện. Cổ Quang. Hai Bàn Văn Khế. Cổ Quang. Ba Hoàng Văn Tiệu. Cổ Quang. Bốn Hoàng Nguyên Quyên. Cổ Quang. Đi đi. Đi anh ơi, xong anh đứng lại chụp vài mấy. Rồi, qua luôn. Ôi, bạn đứng lại xuống đây đây, đứng đây. Đây đứng đây bạn ơi. Bạn muốn chụp ảnh đây. Đây tiền của bạn. Rồi. Rồi đi tới luôn các bạn. Đi đây. Đấy chị đi lùi lên. Đây đây chị ơi, còn đây nữa. Anh Minh Khai xong rồi anh em mình chụp một kiểu ảnh đây. Đó, vâng. Tiếp theo mùa vụ của xã Vũ Muộn. Một Hoàng Văn Trung của Quang. Hai Bàn Hoa Văn của Quang. Ba Hoàng Văn Linh của Quang. Bốn Hoàng. Bà con có tên ở trên lên nhận quà ạ. Đây còn bao nữa? Còn bao nữa đi. Bê cho khỏe đấy.
còn hai bao nữa, một bao nữa. Nghèo. Mọi người dân sống trên này chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hôm nay nhận sẽ đi bên này cũng được. Ừ. Tiếp theo là Nông Văn Thải, Đồng Chuông, Hùng Văn Trường, Khâu Cả, Hàn Văn Lai, Khâu Cả. Đây cô. Một người bác lên đây, bác lên đây là Đây. Quay mặt nhận xong phong bì là xong. Nắng. Hai người, ba người đấy. Đi di chuyển luôn, nhận quà xong di chuyển luôn. Nhận quà xong di chuyển ra đường này luôn đấy. Lương Văn Thảo, Khâu Cả. Lương Văn Đồng, Khâu Cả. Đây, đằng sau. Hoàng Thị Vũ, Khâu Cả. Lương Văn Thái, Khâu Cả. Đi lại đường. Kim Tu, Phương Phụ. Kiều Kim Tiến, Phương Phụ. Kiều Thị Sô, Phương Phụ. Kiều Kim Tân, Phương Phụ. Kiều Tài Bảo, Phương Phụ. Đề nghị bà con có tên thì lên đây ạ. Triều Phước Canh, Triều Phước Cánh, Phương Phụ. Triều Kim Vẻ, Phương Phụ. Đi luôn. Phạm Văn Lực, Phương Phụ. Đi luôn. Triều Văn Thìn, Phương Phụ. Bàn Hữu Tuấn, Phương Phụ. Bàn Thùy Liệu, Phương Phụ. Bàn Thùy Liệu, Phương Phụ. Triều Tài Tiến, Phương Phụ. Hoàng Văn Tuấn, Phương Phụ. Bàn Văn Sơn, Phương Phụ. Vương Văn Tiến, Phương Quan. Hoàng Văn Hào, Phương Quan. Hoàng Thị Mình, Phương Quan. Hoàng Văn Lạc, Phương Quan. Hoàng Thị Ngoan, Phương Quan. Hoàng Văn Dính, Phương Quan. Hoàng Văn Giang, Phương Quan. Vương Văn Luyến, Phương Quan. Hoàng Thị Thương, Phương Quan. Đây thì các chị mặc áo nắng này thì bỏ mũ ra, bỏ khẩu trang ra để đoàn của thanh niên của Cao Sơn để nhận biết từ thành phố ở đây là đã nhận quà. Các bác lên nhận quà thì mặc áo nắng thì bỏ khẩu trang ra. Bỏ mũ ở trên đầu ra rồi bỏ khẩu trang ra. Cầm phong bì không rơi nhé. Rồi. Hoàng Thị Tiên, là cái Hoàng Kim Sơn, là cái cảm ơn Phó Chủ tịch. Cảm ơn anh em. Rồi, ok. Dạ. Bàn Kim Quảng, ba cái. Đi này. Hoàng Kim Tập, ba cái. Trần Văn Ngọc, ba cái. Bàn Núi Kim, ba cái. Bàn Núi Phúc, ba cái. Danh sách này là hết của Cao Sơn. Còn bà con nào Cao Sơn mà chưa đọc. Hôm nay chưa có phong bì. Đi đường này. Dạ. Đây, rơi phong bì kìa. Đây, rơi phong bì. Tay cầm đây này. Rồi. Nhá. Cầm tay vào không bay mất. Nhá. Cầm cái phong bì lại không bay. Nhá. Ừ. Đó. Còn có bạn con ở Cao Sơn mà chưa có tên đâu ạ. Vâng, dạ vâng. Vâng, được rồi. Đà Phan, Hàn Văn Lai, Đà Phan. Khi nào mời bà con có tên lên nhận quà. Rồi, anh nhận xong đi luôn. Đi về, đi đường này. Đi đường này nó đỡ vướng. Đi đường này, có phong bì chưa?
đi đường này. Bác nhận quà xong rồi đi sang bên này. Đi đường đi đi đường này, đừng có đi ngược. Đi đường này. Đinh Thị Oai, Đà Quang, Nông Thị Hiền, Đà Quang. Đây, phong bì đây. Và đi đường này, đi đường này xuống, đường này. Xin mời bà con có tên lên nhận quà. Này. Báo nhận thay thì báo cho chị Bích nha, báo cho chị Bích là nhận. Đây, ra đây em nhận thay ai thì em đọc ra đây. Đây, đây. Ai nhận thay thì báo cho chị Bích để chị Bích đánh dấu nha. Đây, ngay là em này đang có cả em nhỏ đằng sau đây. Rất là đang đón quản. Hứa Văn Tín, đón quản. Xin đại mời con có tên lên nhận quà. Rồi bước tới luôn anh, bước tới luôn. Tới luôn. Chị ơi, họ ra khỏi chị họ chị ơi, biết cái họ ra khỏi chị hỏi đây, tên đây. Gì đây chị đánh đỡ hơn là chị. Quan quản, Phan Văn Khải, Tân Lộc, Đinh Thị Quy, Tân Lộc, Hoàng Văn Khương, Tân Lộc. Bước tới luôn anh, bước tới luôn. Đi đi đi. Đang nghe được tiếng mình cho ta. Dương Văn Huấn, Tân Lập, Đinh Duy Huân, Tân Lập, Đinh Thị Bẩn, Tân Lập, Đông Văn Cảnh, Tân Lập, Phan Tây Vân, Bàn Thị Hòa, Tây Vân, Bàn Phúc Quý, Tây Vân, Bàn Phúc Cầu, Tây Vân, Bàn Thị Thạch, Tây Vân, Bàn Thị Huyền, Tây Vân, Bàn Văn Chảy, Tây Vân. Đây là mấy anh em trong thiện nguyện phục vụ bà con cả trưa nắng. Bà Núi Khoa, Bê Vân, bà Thích Công, Bê Vân. Mấy anh em rất là nhiệt tình. Bê Vân. Từ Đồng Tháp, Kiên Giang, Bê Vân. Mấy ra. Cùng với cả huyện đoàn tổ chức. Vâng. Đây mời bà con đi đường này nhé. Vương Văn Bành, Nà Kén, Đinh Cao Bạch, Nà Kén, Đinh Quang Hướng, Nà Kén. À, chị Biên, Hà Kén. Chị và bà con có tên lên nhận quà. Đây chị nhận chưa? Chưa. Chưa. Đây. Rồi. Rồi, chị đi đằng này nhé. Vương Thị Trâm. Đây. Đi đi đường này, đi đường này, nhận xong rồi đi. Được rồi, đi về thôi. Đông Thiên Tỉnh, còi có. Đinh Thị Nhấn, còi có. Đông Thiên Bằng, còi có. Còi có. Hoàng Văn Tính, còi có. Đông Thiên Huế, còi có. Đinh Duy Thánh, còi có. Đinh Văn Tuế, còi có. Đông Thiên Giàn, còi có. Nguyễn Văn Quốc, còi có. Hoàng Văn Nguyên, còi có. Nông Thiên Trường, còi có. Nông Thiên Huệ, còi có. Nông Văn Hùng, còi có. Đinh Duy Phú, còi có. Nguyễn Tử Hưởng, còi có. Thôi được rồi, không am hiểu và văn hóa lắm. Nên mọi người có thể là thông cảm. Đây, mời cô. Cầm một tay con. Đây còn phong bao này. Đi đường này luôn. Đâu vừa. Đọc luôn danh sách đi em. Đọc luôn tiếp đi. Trên chó phèn. Đinh Quang Lý. Chó phèn. Kha đâu. Đinh Quang Trường. Chó phèn. Lương Văn Cầu. Chó phèn. Đinh Quang Lý. Chó phèn. Đây đây. Thị Nhinh. Chó phèn. Đinh Quang Thống. Chó phèn. Đinh Thị Hội, cho quẹn. Đinh Quang Được, cho quẹn. Đinh Như Tử, cho quẹn. Đinh Như Phủ, cho quẹn. Đinh Văn Vật, cho quẹn. Nguyễn Duy Ngự, cho quẹn. Đinh Quang Tế, cho quẹn. Đinh Như Đàm, cho quẹn. Đinh Quang Dự, cho quẹn. Xin mời bà con có tên lên đường quả. Em đã nhận xong qua đây. Nhận ra ngoài nhá. Những ai nhận xong đi ra ngoài. Ra ngoài đây được. Là
đi đi. Lục Văn Quân, tới giờ. Đây là bên ban kiểm soát những cái danh sách nha. Minh Thiên Vĩ, tới giờ. Mỗi khi lấy xong thì bên này đã sẽ bên ban kiểm soát. Đào Văn Tư, tới giờ. Minh Văn Hưởng, tới giờ. Minh Như Thái, tới giờ. Phương Văn Kỳ, tới giờ. Mạc Thịnh Cha, tới giờ. Lục Văn Thế, tới giờ. Đây đây bà. Rồi cầm cái thẻ đi. Đổ con, cầm cái miệng. Cẩn thận. Tôn Lũng Thiên. Minh Văn Đấu, Lũng Thiên. Hoàng Văn Thắng, Lũng Thiên. Lục Văn Làn, Lũng Thiên. Trương Văn Hưng, Lũng Thiên. Lục Văn Đấu, Lũng Thiên. Lục Văn Đấu, Lũng Thiên. Rồi, mời bà con bước lên luôn. Ngài có tên lên, lên hết đi. Không nắng. Đọc hết đi cho người ta lên khỏi nắng em. Bước tới luôn. Bắt tay. Bao nhiêu chú trên này rất là lịch sự. Khi nhận quà đã đứng lại cảm ơn. Bàn Thị Xây, Lũng Thiên, Mông Văn Bảo, Lũng Thiên, Hoàng Văn Thanh, Lũng Thiên, Phương Văn Phén, Lương Văn Cáo, Lũng Thiên, Lương Văn Cường, Lũng Thiên, Long Thị Phén, Lũng Thiên, Triều Thị Tân, Lũng Thiên, Bàn Kim Tài, Lũng Thiên. Còn bà con là phấn vác được đấy à, rất rất là ốm yếu nhỏ đi đi, ai nhận xong đi ra đường này đi xuống. Còn ai nữa không? Đây rồi, còn mấy trường hợp này đằng sau nữa này. Ai phong bì đi lên đi, ai lấy phong bì về đi. Ai lấy phong bì rồi đi về. Rồi. Đây còn hai đồng chí này nữa này, đây này. Em đi ra đây. Đi về luôn, đi về luôn. Về luôn. Về luôn nhá. Rồi. Đây còn là này. Đây còn hai người này chưa có này. Hai người ngoài nữa này. Rồi ăn xong rồi anh về đi. Cẩn thận nha, xong là về, di chuyển chưa? Di chuyển. Có rồi, có rồi. Được chưa? Rồi. Này, hai người. Tên gì? Bàn Thị Say. Đi vào, đi vào, nhận gạo. Vào đây lấy. Sáng bà lên rồi. Hết chưa? Xem còn bà con nào mà chưa có tên hoặc đi về rồi mà quên không nhận quà không? Đi sang đây. Này. Lấy nhận hộ bà Đông Thị Đường. Rồi, có chưa? Nếu mà không thì lấy chứ. Rồi. Cảm ơn nhé. Nhận hộ bà. Theo là tại Ủy ban dân xã Sĩ Bình nha quý vị. Còn cũng đang tập trung này. Đang phơi lúa kiểu miền Tây xưa nè. Miền Tây này cũng chưa xưa lắm, xưa nữa là phơi dưới đất luôn. Còn giai đoạn sau là có được thì bác trong hội trường của Ủy ban xã quý vị. Lương Văn Lại Quẩy Đằng, Đàn Thị Vá Quẩy Đằng, Vương Văn Thượng Quẩy Đằng. Mã Văn Lị Ngà Phia, Mã Thị Hạch Ngà Phia, Lương Thị Thảo Ngà Phia,
Lộc Văn Tiền, Nà Pia, Lộc Văn Thị, Nà Pia, Lộc Văn Xìn, Nà Pia, Lộc Văn Trượng, Nà Pia, Hoàng Đức Công, Nà Pia, Hoàng Văn Tuấn, Nà Pia, Hoàng Văn Kẹo, Nà Tha, Chu Thị Lệ, Phù Cà, Lương Hùng Văn, Phù Cà, Hoàng Thành Thòn, Phù Cà, Hoàng Văn Khánh, Phù Cà, Lương Văn Sàm, Phù Cà, Lương Văn Trường, Phù Cà, Lương Thị Dẹp, Phù Cà, Hoàng Thành Lập, Phù Cà, Hoàng Văn Hái, Phù Cà, Hoàng Văn Trung, Phù Cà. Cô bán nhà gỗ tên á, đi lên nhận đi cô ơi. Hoàng Văn Lân, Nà Pia, Nông Thị Bến 1B Cao Cường, Phùng Thị Lánh, Trường Mầm Non, Hoàng Thị Thương, Trường Mầm Non, Trịnh Thị Liên, Trường Mầm Non, Nông Thị Phượng, Trường Mầm Non, Đinh Kiều Quyên, Ủy ban Nhân dân xã, Triệu Trung Nhật, Ủy ban Nhân dân xã, Hoàng Thị Kiếm, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở, Vi Thị Đồng, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở, Hoàng Văn Từ, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, Hoàng Đại Long, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, Lương Thị Tính, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, Hoàng Đức Hiệp, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, Hoàng Thị Huệ, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, Hoàng Thị Huệ, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở. Xin mời bà con ai chưa được nhận phần quà mình lên nhận ạ, bởi vì đã đọc qua bác nhận hộ thì qua có đọc tên rồi ha, bác nào có đọc tên nó lên đây nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái người nhận dùm tên gì chị nói là đứa em này Lã Xuân Thủy. Lã Xuân Thủy mà. Lã Xuân Thủy. Và lúc tìm mọi. Lúc tìm mọi. Bên đây xong rồi không? Hả? Rồi em kiểm tra xong chưa này, giải quyết cho ta nè. Rồi cái nữa. Hai người mà. Rồi tiếp theo luôn. Cái hồ bà. Rồi tiếp theo luôn. Rồi. Sau mấy giờ đồng hồ phát quà cho bà con nghèo ở ba xã của tỉnh Bắc Cạn quý vị thì đến đây đã hoàn thành. Video đến đây cũng xin được khép lại. Xin thay mặt cho bà con nghèo ở nơi đây xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ những món quà yêu thương đến cho bà con nghèo ở vùng cao Bắc Cạn. Xin chúc cho mạnh thường quân luôn sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Trân trọng kính chào toàn thể mọi người.